gì vỗ tay? Đâu vỗ tay, giờ có không khí ngoài. Nhìn kìa, nhìn kìa, hay nhìn kìa, nhìn kìa. Cái đôi hình đúng không? Ủa ngoài ơi, làm như không được lòng người ta hay sao? Cũng đói mà sao đi quá không kia? Không có, em đứng lộn. Thôi nè, bây giờ phần thi này là phải có sự đoàn kết cho nên đừng gây lộn nữa nha. Mỗi người chơi sẽ được cột một hộp khăn vào người. Nhiệm vụ của hai đội chơi là phải lột sạch được khăn giấy trên người của đối thủ. Kết thúc thời gian, đội chơi còn nhiều khăn giấy hơn là đội chiến thắng. Đơn giản luôn, chơi đơn giản. Và cái bán kính của mình chơi là trong cái khu du lịch này cũng chạy đâu cũng được. Ủa? Khu du lịch này ta 8 hecta đó. Vòng vòng nhà thì thôi. Ừ, muốn chạy đâu cũng được. Chạy đâu cũng được là ngoại đẩy người ta xuống suối đó. Có quyền luôn. Trời ơi, trời, cái gì vậy con mới vô trong cái chương trình sao mà con ác mồm ác mồm vậy con? Con gieo ăn tiếng ác cho ngoại ngoại đẩy người ta xuống suối. Ngoại có muốn đẩy để gì có con này thôi. Ngoại có muốn đẩy để gì có con này thôi. Ngoại đẩy con là không có chơi được nữa đó. Ô gì? Ô gì? Thể lệ của chị Google vừa đưa xuống đó chính là mỗi vòng đều sẽ có tiền rất là nhiều. Chơi hết mình từ bao nhiêu? Vòng 1-2 triệu, vòng 2-4 triệu, càng về sau càng tăng lên hết mình. Và đặc biệt trò chơi này sẽ không có mệt. Vậy trò chơi mà không mệt là như thế nào? Không có mệt, phải mệt, không có mệt. Nếu có tiền được phải mệt. Trời ơi, có tiền cái là có động lực liền rồi. Ngoại sẽ chấp nhận mệt rồi. Và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. Hai đội đã được mang những cái đạo cụ vô rồi. Bây giờ mình sẽ có 5 phút để cho hai đội có thể đi núp, đi trốn mất tích. Rồi sau đó mình mới bắt đầu. Đi trốn hả? Dạ đi trốn đi anh. Đi đi. Ngoài đi đi ngoài đi trốn. Đi trốn đi chứ để ta rút à. Trốn à. Bây giờ mình trốn ở đâu? Chỉ cho em làm được cái cày đi. Nhớ là tìm chỗ nào trốn mà phải có đường lui nha. Vô ngõ cục là người ta vô ta rút hết à. Mọi người trốn xong chưa? Dạ bây giờ cuộc săn đuổi xin phép được bắt đầu. Bắt đầu. Hai đứa mình tấn công một mình con Vũ Hà. Càng vô đây, hai mình tấn công. Tấn công Vũ Hà. Đứng lại, đứng lại. Đấy rồi, chạy. Oh no. Diệu đâu rồi? Ủa sao nó bắt mình ra? Trời ơi, cứu trời, cứu trời. Rồi, nhớ, 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 nhớ. Chạy đi. Đi theo. Đi theo bên kia. Chiều đâu? Chiều trốn đâu rồi? Chiều đâu rồi? Chạy á, lên chạy. Chiều đâu rồi? Chiều đâu rồi? Chạy đi, chạy đi. Là hình ảnh của ba người kia. Chạy làm gì trong mặt. Chừng nào mà người ta đụng thì mình ra đó. Ủa lẹ vậy? Chạy đi, chạy đi, chạy ngoài. Sau lưng kìa. Sau lưng kìa. Mà he đâu rồi trời. Không được, nó sẽ té. Siêu bóng mây hơi siêu bóng. Đừng nên chưa hát. Anh đã tìm xong. Bạn. Em. Ủa sao? Con trời của tao. Chạy chạy chạy. Trời trời trời. Oh no. Ủa ok đâu rồi? Chiều nó về miền xuôi rồi hả? Ủa là he bà trốn đâu mất tiêu rồi trời.
Rồi, chung cuộc đã xong. Tập trung lại đi. Tập trung lại đi. Tập trung lại đi. Tập trung lại đi. Cái chưa tập trung lại đi. Phải có chiến thuật chứ. Hai đứa kẹp một, hai đứa kẹp một. Ơi. Ơi. Hả? Cái gì vậy? Tao mất nữ nè. Mày hay mà tao tức à. Mất nữ cái gì? Ra đây. Chính nha. Chính nha. Trời ơi. Chính nha. Chính nha. Chính nha. Chính nha. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy trời? Ra đây. Chào cả nhà yêu của Kem. Hôn dây rồi, hôn dây rồi. Ôi trời ơi, tôi từ xa em đó. Ôi trời ơi, mọi người muốn sao? Thôi đừng nghe. Mọi người muốn sao? Đừng, đừng, đừng suy nghĩ dài gì ổn. Thôi đừng nghe, trả lại cho từ. Đừng suy nghĩ dài gì ổn. Còn giấy đúng ra. Không, tôi tự xé nè. Thôi đừng, đừng. Nè, đừng. Tôi tự đạp ra. Rồi, hết rồi. Đâm chung đi đây. Mày đẹp hại quá. Bắt nó luôn. Mày không hớt được bao con trai. Mày không hớt được bao con trai. Nước ăn rồi. Hết rồi. Go! Wait a minute! Trả về đồng đội mình kìa. Chưa. Anh cấp. Lên. Xếp lá cà nè, xếp lá cà nè. Đứng đây. Trời ơi mẹ ơi. Đây. Còn có một mình ngoại, ngoại ơi cố lên. Tình yêu ơi, ngàn lòng xin tha thứ. Đừng qua, trời ngoại ơi. Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em. Xuống lên ngoại ơi. Hai mình tấn công một đứa thôi. Cứ chiến thuật như thế đừng cho chạy lẹ. Còn cái gì hả? Bye bye. Cứu ngoại kìa. Mưa mưa bay hay nước mắt. Ủa bác cứu bộ kìa. Anh muốn ôm em lau hết đường phố. Xin lỗi. Lấy con chưa chết. Ông mẹ ơi. Trong đây. Vô vô. Chìm trong say đắm. À, trời ơi, con khỉ lên tới cây rồi. Đừng, đừng, cho em. Đừng, đi ra. Đi ra. Chị ơi, em thấy hai cái trái gì kìa. Em thấy hai cái trái gì kìa. Mày ơi, cứu con. Mày tự cứu mày đi. Mày chạy cho xe. Không, mấy giờ mình lấy đồ ra mình đốt lửa chạy chơi. Được, đốt đúng rồi, đốt chạy đi. Đốt lửa chạy đi. Mình lấy cái dao ở đây đi. Chặt để, cây thôi. Để mình đuổi kiến. Mày ơi, cứu Tam. Chị ơi, em khuyên thật lòng. Giờ chị xuống chị đầu thú đi. Chứ chị ở chợ dưới đây người ta đốt cái là chị cháy luôn. Hai cái trái bị héo của chị luôn. Xuống đi chị. Mình còn có 30 giây rồi đó. Phá hoại ghê á.
Đâu mấy cành cây khô? Cái cây chị đang ngồi khô luôn đó, nhiều khi lát chị rớt ở đây rồi. Con ơi, con đi đâu vậy? Ngoại ơi, cứu bồn kìa. Con thua chưa? Con chưa. Hả? Ngoại thua luôn rồi hả? Nghĩ sao mà tao thua được. Thôi thì thắng, ngoại thắng đi. Rồi, xuống ra kết quả mới biết. Giờ xin mời hai đội sẽ về vị trí tập hợp. Trời ơi, cái gì con? Cái gì con? Ơi con ơi, mới nãy nó thọt một cái con nghe một cái rột, con không biết là váy rách hay dây hán con rách nữa. Bây giờ mình tổng hợp nha, mình tổng kết nha. Để tôi chỉ Google quan sát tình hình cũng thấy rồi đúng không? Đúng rồi, thấy rõ ràng mà khán giả cũng biết là đội nào thắng mà. Vậy gì? Nói về vậy, nói về vậy. Đội chúng tôi còn nguyên nha. Rồi. Từ từ bỏ xuống dưới đất coi có nhiều không nè, bỏ xuống. Rồi, đó. Nhiều. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè. Rồi. Đây là ba lần giết được ngoại nè trong tay nè. Đúng rồi. Trắng cái nền luôn. Quá nhiều, quá nhiều rồi. À, em. À, với số lượng giấy như thế này thì kết quả. Xếp bên ngoài kia chưa? Chưa. Con xả ra con. Con bé con nhíu. Rút ra con. Còn giấy, bên đây còn giấy luôn nha. Đó. Chỗ đó đủ đi vô kia kìa. Phải lót ra tại vì ta nhiều quá đó. Ây da. Trời ơi trời. Hết rồi. Hết rồi. Bên đây cái nhiêu đây xong thôi. Xong rồi đó hả? Chú ý vào tôi nè. Chú ý vào. Ngoại còn cái gì nữa đâu. Trời ơi. Ngoại bị ba lấy ba lần rồi. Ngoại là gì? Mạng con mèo. Ngoại có 9 con mạng được. Trời đất ơi. Nay nôm mới giết ngoại được có 3 thôi. Nay còn 6. Than. Ủa? Gì vậy? Thấy không? Thấy không? Tha hồ mà mày muốn sạc. Ôi trời ơi. Cái gì cây vậy? Giấy đó là phải giấy này đâu. Úi giời, đấy. Cho chúng mày tha hồ mà đuổi nhau đi. Úi giời ơi, người thông minh luôn luôn có lối đi riêng. Sinh là úi giời ơi, chúng mày tha hồ chạy đi. Bỏ nét nè. Úi giời ơi. Hưng ơi là Hưng, mày mà thắng được tao á, tao gọi mày bằng bố. Ủa, bộ đầu lòng của ngoại hả? Là giấy. Cũng là giấy. Ủa, mày bây giờ nè, cái này mày gọi bằng cái gì? Giấy. Còn này. Giấy. Ở đó. Giấy vệ sinh mà, làm sao mà có thể về được? Rồi thôi, bây giờ xin được phép công bố kết quả. Yeah. Em công bằng lắm, em theo dõi cả cái hành trình của mọi người mà. Đếm chứ. Coi nè, mọi dư người nè. Là dư giờ còn lấy cho chùi thi nè. Đấu đàng hoàng. Ủa chứ đây chắc ràng, đây chắc không biết chùi. Rồi, thuộc về đội của ngoại Vũ Hà. Ngoại Vũ Hà. Công tâm quá. Trời ơi, cảm ơn ngoại. Trời ơi, cái gì vậy? Quê là quê, chung mình quê qua. Cái giấy là giấy nè. Thua tự nhiên em nói xong câu đó nhìn mặt em ác. Nè nha, đừng có thua. Đúng xong rồi là thắng thì làm vua mà thua mà ăn vạ nghe chưa? Trong lúc tụi tôi thi còn có bị bên đội kia dùng vũ lực và vũ khí để mà đánh lực nữa. Trời ơi, chưa hết. Ai chưa hết. Đâu, không có gì hết nè. Hai cái hộp giấy này chưa bị rút lần nào nha. Thế bây giờ nè, rút không rút gì không quan trọng, quan trọng ta nhiều giấy. Vậy thôi. Ủa. Trời đất ơi, kỳ vậy. Giờ cái lực chơi tôi đưa ra, tôi muốn đổi gì tôi đổi, tôi muốn nhìn đi. Đổi. Cái mà con bé nó hiền như vậy, nó đẹp đẹp như vậy. Mà kêu mà ác độc là sao? Kỳ cục. Dễ thương con. Trời, lần đầu tiên cuộc đời nhá, mà thấy con dễ thương. Phúc hậu như cái vậy. Cái mặt có ba bốn cái đầu nhưng mà cũng rất là dễ thương. Luật là do em đề ra nhưng em hãy thực hiện luật nhân quả nha bé. Lực nhân quả nhiều khi em đề ra luôn đó bác. Mà có mà lực nhân quả còn ngoại bà gánh giùm. Ba cái mặt ác như nhau vậy á. Sáp là cái ác đâu. Thôi. Chỗ nào ác? Ba cái mặt thấy không? Chỗ nào ăn gian? Nét nào ăn gian? Nét nào? Thắng bây giờ cũng đã thắng rồi. Thua thì kệ. Đó. Không chịu chuyển gì thôi. Và bây giờ xin được phép tuyên bố lại một lần nữa thật vọng dạc. Đội chiến thắng của thử thách này đó là đội của ngoại Vũ Hà. Một chiến thắng
vô cùng dễ dàng. Cô nói hiểm. Vậy là lương tập này mình ngoài không có lương không kệ mẹ nó đi. Phải trả cái lương đã có tiền mà phải trả. Phải cái chuyện con lô tô còn ngày mai đi đông khách. Lô tô sẽ dương tầm thế giới. Lô tô con sẽ dương tầm thế giới. Con lô đi đứng thì con thở đó. Đừng nói chỉ tôi vô nữa. Bên đây đừng có đem tiền bạc ra để uy hiếp tôi nữa. Đúng rồi đó. Em là một người sống rất là rõ ràng. Đúng. Nhân văn đâu ra đó rõ ràng. Đúng. Em là theo sát luật. Đúng. Nhiều giấy là thắng. Gan quá. Được. Vậy thì tập này mình sẽ thắng trong lòng khán giả. Bắt trước. Đêm về mình ngủ ngon, đêm kia giật mình hoài à. Tụi tôi thức trắng đêm để comment. Cảm ơn khán giả. Thôi, quên nữa, cái tập này như không có tiền. Không có tiền cũng được. Đúng. Chúng ta đến với thử thách tiếp theo.